Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu một cái chương trình nghi thức nha. Xin kính chào tất cả chính quyền các cấp và bà con cô bác chị em. Chúng ta cho một bàn tay. Kính thưa chính quyền các cấp, ông chủ tịch và chủ thập đỏ Xuân Kim, ông trưởng ban nhân cấp phần lớn, bí thư ông đại diện hội thập đỏ phần lớn, rồi hai thư ký thủ quỹ của hội chữ thập đỏ cũng như tất cả anh chị em. Bây giờ để chúng ta đi vào một cuộc họp thì chúng ta phải làm quen ha. Chúng ta phải làm quen, chúng ta biết nhau rồi chúng ta mới nói chuyện với nhau cho nó dễ nghe được. Bây giờ cha giới thiệu cho anh chị em trước nha. Bây giờ cái giải bên tay trái ta phải ta là đây là những anh chị em ở trong hội đồng lớn, là mỗi tuần họ đến họ nhận nước theo thông lệ là tuần là đến nhận nước. Rồi có một số người khác mình gọi là cảm mạo bốn mùa, thì đây là cái nhóm bên tay trái. Còn là cái nhóm ở suốt ở xa đó là tất cả những người thân của năm bệnh ngay nay mà hôm nay chúng ta làm cái nghi thức để chúc mừng năm bệnh nhân này đã được ra khỏi phòng khám một cách quanh liệt, vì khi vô là nó là liệt, còn giờ ra nó quanh liệt. Vậy chúng ta cho một tràng pháo tay những người thân, cho một tràng pháo tay những người nhận nước cũng được. Lâu lâu mà MC cha không hiểu. Còn giải bên đây, hai giải bên đây là xin giới thiệu với chính quyền các cấp, đó là bệnh nhân ở giai đoạn 2. Giai đoạn 2 có nghĩa là những người mà vô trong này khám bệnh nan y, thì giai đoạn 1 là ở trong phòng đó, cấp cứu trong phòng đó. Giai đoạn 2 là ngồi sau lưng đó, ngồi sau lưng cha. Giai đoạn 3 là đây. Giai đoạn 4 là đây, là lên đường về quanh liệt ha, để cấp giấy chứng nhận đàng hoàng. Vậy còn bên đây là ban nhiệm trần, ban nhiệm trần đang có tay nha. Có những người lên cao thế Còn đây là những anh em 2-4-5 người tháng sau sẽ được lên đây rồi, coi như đây là cấp 3 rồi. Tháng sau là họ bước lên cấp 4, còn là tháng sau là cấp 2 đó bước lên cấp 3. Đặc biệt là trong tháng sau chúng ta có một em là ca nan y, là bệnh giãn nến. Em bị mắc bệnh giãn nến 26 năm, thì hôm nay em đã lên được tới cấp 3 rồi, coi như là em đã hoàn thành cái bệnh giãn nến, thì coi như trong vòng tháng sau nữa là em sẽ ra. Còn đây là hai vị ung thư phổi, tháng sau là sẽ hết ung thư phổi. Còn đây là ung thư vú, tháng sau hết. Còn đây là cao huyết áp vô căn, nhồi máu mạch máu não và tiểu đường tiếp 2, tháng sau cũng sẽ lên đường, có nghĩa là ra viện một cách quanh liệt. Còn đây là năm bệnh nhân. Bệnh nhân thứ nhất là Nguyễn Thị Huệ, đây là bị khúc gối hai bên, bữa nay khỏe rồi phải không? Đây là bệnh nhân là bà Nguyễn Thị Liên, ung thư ruột già, đó bữa nay là khỏe. Đây là bệnh nhân là Nguyễn Thị Hồng Sương, lưu Hồng Sương. Hôm nay là ông đã hết hen suyễn mãn tính và tiểu đường tiếp 2. Đây là bệnh nhân Nguyễn Thị Phương, là ung thư vú. Hôm nay là hết u ác vú, trở thành người không còn ung thư. Đây là bệnh nhân Đào Thị Nhung, ung thư hai cái vú luôn. Và hôm nay hai vú hết bị. Chúc mừng con nha, ngồi xuống. Còn đây là những bệnh nhân là coi như là đủ loại ung thư mà cả em xét. Bên đây cũng vậy, nhưng mà chuẩn bị lên lớp 2. Chuẩn bị lên lớp 2. Đặc biệt chúng ta có một ca ung thư từ bên Mỹ về. Đây, xin mời đứng lên. Đây là ca ung thư từ bên Mỹ về. Ông đã điều trị được ít ngày rồi, nhưng mà hôm nay thấy khởi sắc phải không? Hôm nay thấy ông khỏe nhiều. Coi như bệnh viện bên nước Mỹ là đã trả ông về gia đình, và đã phán cho gia đình ông là 3 tháng mới chết.
này thấy ông ba thấy chết không? Không thể chết được hết. Mỹ nó hay lắm, nó đặt một cái ống từ trong cuốn họng, nó đặt thẳng xuống bao tử lấp qua lá gan để cho cái thức ăn mà vô trong bụng ổng nó không vô lá gan. Đó, khi cha về đây ta cho ông ăn cháo nano thì ông tự mẹ nha. Chúc ông một ngày gần nhất ông sẽ lên đây không để ông trở về Mỹ một cách quanh quanh liệt liệt nha. Chắc chắn ông sẽ được về Mỹ một cách với một con người không ung thư gan nha. Ok, chúc ông ngồi xuống. Còn bên đây là có ung thư máu, rồi ung thư phổi, ung thư tử cung, vân vân, đủ loại ung thư hết. Nhưng mà với cha thì ung thư nào cũng ra hết, miễn là được vô đây thì nhất định phải được ra. Được vô đây mà đi đúng phác đồ thì phải được ra, bởi vì chúng ta làm việc theo tinh thần của Đức Kitô là hãy buông bỏ tất cả thì tự động mình nó cũng buông mình nha. Còn là cha cũng không quên giới thiệu trước mặt anh chị em là ban này là ban gọi là ban rất là lớn trong ấp trong xã của chúng ta. Dân gian người ta có câu là nhất địa phương nhì mới trung ương thì coi như là người ngồi giữa đó là ông chủ tịch chữ thập đỏ xã Dân Kim. Xin ông đứng lên cho mọi người thấy gương mặt ông rõ ràng. Đại diện địa phương cũng là tiếng nói của trung ương. Kế bên ông đó là ông đại diện của ban nhân dân cấp, đại diện của địa phương cũng là đại diện. Bên phải ông đó là ông chi hội của hội thập đỏ, đại diện của địa phương cũng là. Còn kế bên đây là thư ký của hội chữ thập đỏ, đây là thủ quỹ. Kế bên đó là thư ký của hội chữ thập đỏ. Còn cuối cùng còn gia thì ai cũng biết rồi phải không? Còn cha thì ai cũng biết rồi. Bây giờ thưa anh chị em, như cha đã nói đó thì chúng ta làm việc gì chúng ta cũng nhớ đến tất cả những người đã đi trước. Họ đã ra đi trước, họ sẽ phù hộ lại cho mình, đó là ông bà cha mẹ của mình hắn này. Cho nên mình làm việc gì mình cũng nhớ đến những người đó để họ ủng hộ mình, tuy mặc dù họ đã khuất nhưng mà chắc chắn họ sẽ ủng hộ cho mình. Như vậy thì ngoài ông bà cha mẹ của mình ra còn có Đức Chúa, có Đức Phật, có Đức Thầy. Đây là những con người đã được hiển linh trên nước thiên đàng, đã được lên trời các hồn nhận xét. Vậy thì chúng ta hãy quỳ gối trước mặt các ngài để chúng ta nguyện lòng với các ngài, xin các ngài chúc phúc lành cho chúng ta. Vì ngày mà mọi người vô đây nhận bệnh thì chúng ta cũng quỳ gối trước mặt Chúa, trước mặt Thần, trước mặt Thầy, xin các ngài chúc lành cho chúng ta. Thì hôm nay chúng ta ngày chúng ta ra viện thì cha mời tất cả mọi người chúng ta quỳ gối trước mặt Chúa, trước mặt Thần, trước mặt Đức Thầy, trước mặt Thầy. Như cha, dạ con, dạ chúng ta. Dạ Chúa Giêsu, chúng con quỳ gối trước mặt Chúa để chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con những ngày tháng bình yên. Chúng con đã quyết lòng theo lời dạy của Chúa là ăn cây cỏ buông bỏ nhà cho không. Và hôm nay Chúa đã nhận lời chúng con cho ra 5 ca nan y, 2 ca ung thư vú, 1 ca ung thư ruột già, 1 ca hen suyễn tiểu đường tiếp 2 và 1 ca viêm đa khớp nối. Chúng con cảm ơn Chúa đã nhận lời chúng con. Còn mấy chục ca đằng sau lưng nữa, xin Chúa hãy chúc để tháng sau họ cũng được ra viện như vậy. Đó là nguyện lòng của chúng con. Ngày chúng con vô, chúng con cũng cầu xin Chúa cách đây 3 tháng. Bây giờ chúng con được Chúa nhận lời chúng con hết tình, chúng con ra, chúng con cũng cảm ơn Chúa. Là cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện nhân cha cả sáng sinh ra cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, sinh ra để chúng con sẽ chớ cám dỗ như cứu chúng con. Chúng con cậy nhờ danh Chúa nhân từ cho các đàn linh hồn được linh chơi nghỉ ngơi. Như nhân cha và con thật, xin mời tất cả anh chị em chúng ta.
ngồi ngay ngắn để chúng ta bắt đầu một cái chương trình. Bây giờ Trang mời anh chị em cho Trang tặng cái tay để cho bớt rung đi. Rung quá. Những người mà những người thân của bệnh nhân ai chưa biết cha không? Có ai chưa từng biết cha không? Có ai mới thấy cha ngày hôm nay không? Những người thân của các bệnh nhân ấy. Cảm ơn. À, xin mời anh lên đây. Xin mời anh cho cái mũ. Rồi, cứ để cha cầm cho. Đây đây anh cầm mi nói nè. Đây con cảm ơn cha và cộng đồng. Thực ra cũng là con ngoài Bắc, nhưng con vô đây thì có bạn là người ta kêu bạn là cũng đã hôm nay đã được bệnh viện khám việc người ta đã có nhiều cái biết và được vào đây đón các bạn thân đồng thì thực sự là trước hết là quan tâm cha cả tiếp theo là phải tạ ơn Chúa thì đầu tiên xong rồi đến Trang là cái phần này là tâm linh và cái phần của cha đã tìm ra được cái bài thuốc của chúng ta trị liệu và để chữa bệnh cho chị bạn và bạn cũng đã cảm lại và đã hết thì phải chúng bạn tạ ơn Chúa và bây giờ chúng ta nghe liền một ý kiến của ông bí thư gọi là của ông chi hội, xin lỗi là chi hội trưởng của chủ tịch đỏ Á Phường Lớn. Xin mời ông bí thư chi hội Thập Đỏ lên trên này để phát biểu vài lời cho để an ủi động viên khích lệ bà con. Bây giờ chúng ta không cần lên đó, chúng ta đứng đây chúng ta nói quay thôi nữa thôi nè. Xin mời nói cả. Kính thưa cha thầy Râu, kính thưa chính quyền các cấp, kính chào các bệnh nhân có mặt hôm nay, kính chào năm bệnh nhân đã chuẩn bị lên đường quay lại về quê. Quay lại về quê. Cho đàn có tay trước để đón chào. Cái đó cũng cảm ơn Chúa trời mặt và chúc phúc cho chị em được thuốc của những Thập Đỏ của cha tôi đâu đã lành mạnh. Dạ, bác sĩ thành phố đã khám là mạnh thật sự thì hôm nay được nhận giấy để về quê. Dạ, cũng mong là các bệnh nhân cũng nhớ những lời ở phòng khám lần này dò các thức ăn uống cũng như những lời hãy cho nó sống tận đổi mãi mãi hãy cũng đừng bỏ qua những lời đó cứ giữ những lời mà ở phòng khám lần này bắt đầu ăn uống như vậy thì mong rằng giữ những lời đó thì nó bền bỉ mãi mãi cái cuộc sống mình lên ngày được những gì. Trước khi dứt lời kính chúc các bệnh nhân dồi dào sức khỏe mạnh hoài hoài cho đến lâu ngày cũng như giữ lời mà có phòng khám đã dặn dò như vậy. Cảm ơn cha Pedro, cảm ơn các người các cấp. Hồi nãy ông nói chuyện rất là hay, ông an ủi các bệnh nhân là trở về quân liệt, không? Nhưng mà ông nhắn nhủ với các bệnh nhân là nhớ nghe lời của bác sĩ dặn dò về các đồ ăn uống, không nè? Vậy có ai nhớ các đồ ăn uống gì không? Xin một người lên đây cùng ý kiến nè. Bây giờ xin mời một người lên xin mời đây là bác là Lưu Hồng Sương mà cha thấy tên ổng giống gái quá cha gọi là Nguyễn Thị Hồng Sương luôn. Rồi xin mời bác Hồng Sương và hai ông chi hội mặt đỏ cũng nhà dặn dò các bệnh nhân này về ăn uống theo các đồ đó, xin mời bác có ý kiến cho này. Bây giờ kính thưa các vị quý vị cha
Thôi, chạy qua cũng không hết, tức là bạn này
giờ là ca mổ, thực tế là ca mổ là ca mổ giả, tức là chích thuốc mê cho bà, bà đây mai đặt cái bụng thôi, mai lại vậy về bà có lòng tin bà nói là về bà nói rồi không mổ thì chết rồi, bà nhóc luôn bụng á, thấy không, nó giống như bà vậy đó. Về bà tự nhiên bà có kẻ con ngọt nào sau vài tháng sau cái con em chồng bữa nó vô viện nó nói chuyện của bệnh gì đâu có lãi gì đâu, tôi nghe rồi nha. Má về nói rồi, bác sĩ nói chị coi như là bệnh tâm tư, bệnh tư tưởng vậy đó. Không buồn, từ đó là sao tư tưởng, từ đó là coi như là xuống cấp luôn, tới chết luôn rồi. Bây giờ mổ rồi thì cũng chết, bởi vì tôi nói là cái tư tưởng nặng lắm. Thứ gì anh nói là đó tư tưởng mình, vậy là bây giờ gì mình phải có lòng tin đó. Chuyện tư tưởng mình là thứ nhất là tư tưởng, cái lòng tin của mình, tôi là không đạo ha. Thì bây giờ đạo Đức Chúa, tin Đức Chúa, đạo Phật, tin Phật. Rồi tôi thì là tôi làm đạo, tôi nói trời đất, có gì thở là tôi rất đợi ơi này nọ. Thì ai Chúa ơi, chứ đừng bây giờ thấy bây giờ đây mình đạo Phật thì mình cầu thành, thì lại đây thì lại cầu Chúa. Mà cái tư tưởng mình bây giờ phải tin vào cái tin của mình đó là đó. Tôi khuyên là cái nãy giờ tôi nói dù là gia đình tôi, dù là bài thả tôi, cái đầu tiên là những bệnh nhân còn lại ráng cố gắng nghe là thầy Thanh đây bắt đầu điều trị. Ví dụ là người ta cho bắt đầu ăn cháo thì ráng cố gắng làm sao hậu ban cháo là tôi suốt đời, tức là trong một thời gian nào ngắn thì thôi, ráng cố gắng đã bệnh rồi bệnh rồi. Bây giờ tôi nói năm vị này rồi, ta nói là coi như là từ bỏ chết trở về thôi. Đúng rồi, không phải tôi là đảo, tôi nói từ bỏ chết trở về thôi. Ai là em bỏ chết, ai là em là coi như là linh hồn là mấy vị này về, tức là thứ nhất là coi như là lớn ngục á, ai nữa là hai thầy này thầy Thanh đi tâm á. Rồi tôi cũng nói là coi như là bữa nay tôi cũng nói luôn, tức là bây giờ là ở xã mình tại ấp trùng lớn mà quá trình đó là đến lục thường cộng với là hội chữ thập đỏ xã Thiên Kim cũng được tổ chức một cái nơi mà ở đây thì bệnh ở đó là xóm này thì cũng tự hào lắm. Mà đó là tôi thấy rồi, từ miền Bắc cả 2000 dặm là 2000 cái số chỗ này phải không, cả 2000 cái số vô đây đến đây để trị. Mà quá trình đó thì bây giờ tôi thấy là cái chuyện đó rõ ràng mà đức tin cũng rất nhiều mấy mau hết phải không. Mà bây giờ trước nhất là bây giờ là nhờ ai, nhờ đó là coi như là cái cơ sở này, nhất là coi như là một tuần thứ hai là hai thầy này đã nhiệt tình. Cô đấy tôi nó cũng đi nhiều nơi là cháu bác sĩ chỉ vô rồi, bây giờ là cháu mình rồi chết rồi, bắt đầu dậy rồi muốn ăn gì mình ăn, mà không có là tư vấn cho mình đừng á, phải không, không tư vấn. Còn thầy Thanh thì nhiệt tình, ngày nào tôi hỏi bà trả tôi bữa nào kỳ nào cũng ăn tất năm nữa có ăn là coi như ăn cây cỏ hoặc ăn cháo gì phải cố gắng ăn chỗ để dễ cho các bệnh đi lên tám tám lỗ đâu về ăn gì mình ăn, thấy không. Thì bây giờ là tôi thấy là pháp quy đó, tức là trước nhất là đến chỗ tôi, hai là hai thầy này đã tận tình, tự nhiên là quá trình điều trị tận tình rõ ràng thì cái chuyện là suốt thời gian trong đó là đức tin rồi, mình đã lòng tin rồi mà cái những người trực tiếp điều trị mình ta dễ tình nữa, điều đó là rất hay. Sáng nữa một câu này cho tôi nhé, trong ngày có là Linh Hữu Tường, tôi muốn làm sao là chia chay vì Linh Hữu Tường chúng ta nói chắc thời gian cho tôi đi về núi vậy tôi sợ luôn, bỏ những cái người khác một bốn là bốn vị này đó về quê rồi thì ra là bây giờ đó là thôi tôi làm chết rồi. Bữa nay là gặp là coi như là cơ sở này là thì bệnh tôi hết bệnh rồi, thằng nào đến đây ha, đến đây rồi thì bây giờ là rõ ràng bây giờ cha Tường nói bây giờ là trong thời gian nữa thì tới là mùi sinh gì đó mùi ấy mùi thu rồi hết cái bệnh nhân này là linh lục đi về núi đó thôi, không là linh lục tạm thời gian nữa thôi sao á không như không một cái nữa thì tôi thấy vậy bị là linh lục là thấy là coi như là cũng làm phước rất nhiều, tức là cái gì hàng tuần thì nước nè, hàng tháng thì gạo, đó một kinh phí rất lớn. Thì bây giờ tôi nghĩ rằng có anh Tám này chủ tịch là coi như là hội chữ thập đỏ, gắng cố gắng là sao tạo điều kiện mà nếu là cho Tường thống nhất,
hả? Thì bây giờ đó một cái giải nhà chứ mà không phải giải trại cỏ cho cái bệnh căn này thôi chứ. Mình ta mà nhà mệt quá ta thấy cái nằm, ta nằm đó để mình điều trị nó kịp thời hơn, đúng hả? Phải không? Đúng. Và trong này phải giấy tờ làm cái đó này. Nếu là lên một tuần nghĩa là hàng đầu không nhất thì ra đâu cái gì mình chỉ ra các nhà lá cũng được, hả? Đúng. Thì đơn giản vậy thôi, đừng phải làm buổi lúc đầu cái này để làm thiền coi là những cái tôi nói là cái giấy đâu rồi. Thầy mà trong này là nếu là coi như là một chặt đầu thì ta phải là phục tùng này, cái đó là những chính quyền cấp tốc cho phép. Cái đó tôi đề nghị như vậy không? Rồi. Đó. Tôi như vậy để cho nhiều loại lời cô bác lấy kiến. Rồi sau đó cuối cùng bây giờ là chúc ra năm bệnh nhân này về khỏe. Rồi là cứ phụ cái bắt đầu của cái thanh, dám cố gắng là ăn là cái cây cỏ ra thì cho nó khỏe cho về mình thấy mình hết rồi bắt đầu về cái gì nữa. Rồi là cái này chút nữa là không lại đây nữa. Đừng nói này nữa, chứ còn đừng có mặt ở đây nữa, thấy không? Còn lại bây giờ, những bệnh nhân sao gắng cố gắng, theo bác đồ của là hai thầy này, hẳn cố gắng để về trường, đồng tổ nghĩa là tên cái này, cái gia đình vui vẻ, cái gì không bằng sức khỏe là vàng, đúng rồi, rồi sau cùng nữa là chúc lên đỉnh đột, bây giờ là khỏe, vẫn duy trì được cái cơ sở này lâu dài, chúc hai thầy nè ráng cố gắng nghiên cứu những bài thuốc hay hơn nữa để tìm nhiều cái chứng không rồi nha thầy sắp trị là coi như là bệnh chi đai còn hai bệnh ngặt nghèo nữa đó thì bây giờ là cố gắng mừng rất mừng. Đang đầu tôi nói là cái tư tưởng tôi là không tin nên là bữa này rõ ràng rất tin tưởng và cái sự là tôi hai thầy này chỉ là linh đồn tường sau cùng là cũng chúc sức khỏe và linh đồn chúc hai thầy khỏe đang có những nghiên cứu chúc năm nữa là vị này về quê khỏe thăm hỏi gia đình chúc là công nhân bệnh nhân còn lại ráng cố gắng để phục hồi sức khỏe. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Đó là ông đại diện cho nhân dân ấp Vực Lớn. Tiếng nói của ông là tiếng nói của địa phương thì nói theo dân gian cũng là tiếng nói của trung ương. Vậy thì có một cái lời mà chú Năm nhắn nhủ cho những người bệnh đó là về phải ăn cây cỏ, nãy chú Năm có nói rõ không nè, thì cố gắng rõ ràng hai người lớn thì nhắn nhủ mình ăn cây cỏ nó hạn dốc để mình không được bệnh nữa và ổng chúc một câu cuối cùng là không được trở lại đây nữa. Câu này mới là câu đáng ghi nhớ, thế nè, câu này còn quý vô cùng nha. Có một điều sau 6 tháng chúng ta khám năng y thì có những người mà giống như là mới vừa cấp cứu vô trong này thì họ không đi nổi, họ phải nằm đây mà nơi này nằm rất là bất tiện. Bất tiện ở chỗ là nơi này nó không giống cái chỗ là để chứa bệnh, cho nên chú Năm có đề nghị mình cắt cái nhà lá ra sau hè. Vậy thì bà con thấy sao? Không có đồng ý không? Đồng ý cho nó cắt chứ không đồng ý cho nó chi. Rồi, vậy cho chào con tay ha. Cái gì chú Năm đề nghị như vậy thì chú Tám thấy sao? Chú Năm đề nghị cắt cái nhà lá để cho những người mà giống như liệt lào đó mà chưa qua nhà cọ được thì cho họ ở để cho đỡ cho thầy Năm đi phun, đỡ cho thầy Thanh phải nửa đêm 2-3 giờ bị cấp cứu á. 2-3 giờ cấp cứu thì ông phải từ đây phải chạy qua nhà trọ mấy cây số mà không biết đường đi nó có ổn hay không nữa. Nhiều khi bây giờ ba nhiệm trận này nó ban đêm nó sợ ma nó không dám đi nữa. Cho nên thôi thì chắc cái thằng đó chắc anh Tám lo giấy tờ thôi cũng năm ha. Anh Tám đúng ra thì Tám xin nói là coi như thì cái sự cái chính quyền ấp Vùng Lớn đề xuất lên á thì ta cũng ghi nhận để về báo lại cho là họ cấp trên và đảng ủy ban có thể là được đi đúng đây là chúng ta lo cho các bệnh nhân là bị bệnh thì có thể trong mấy người thôi chứ đó thì mình lo chung cho tất cả bà con là bệnh thì ta cũng ghi nhận cái phần đó để về trình lên ở đây thì lo tấm sẽ để lo thủ tục để cho lên một cất một cái nhà trọ nghỉ rồi cho nó là cái phương tiện đây để đúng theo lời là chính quyền ở địa phương thì ta ghi nhận. Xin cảm ơn anh Tám chủ tịch tiểu đoàn. Bây giờ cho nó hỏi những người mà chuẩn bị ra viện nè, những người này là tháng sau cũng sẽ là mang kim quang về nhà. Bây giờ hồi nãy hai người đều nhắn nhủ mình rằng
Thì bây giờ cho muốn nghe một ý kiến của một người trong năm người này mà khác xa mình Thái Lan là có thể cho cha vài lời tâm tình được không? Thôi con đại diện con nói cũng được. Thôi chút tí thôi. Trước tiên thì con xin cảm ơn cha Pedro và hội Diệp Trần cùng chính quyền cấp cấp đã tạo được cái cho chúng con làm về đây. Hôm nay chúng con lại được 2 tháng làm việc của thì được 10 tháng rồi. Thì hôm nay con cũng xin đại diện cho các quân thương đề. Xin chân thành cảm ơn các cấp tạo điều kiện cho chúng con đến ngày hôm nay và như ban diện chấn của bà con dưới đây thì một lần nữa con xin chân thành cảm ơn và chúng ta xin cảm ơn xin cảm ơn anh rất là nhiều. Cha nói là một lần nữa thì đây là 2 bệnh nhân ung thư phổi, một bệnh nhân ung thư vú ở giai đoạn cuối của ung thư phổi, còn ung thư vú thì ở giai đoạn 2, còn tai biến và tiểu đường thì ở giai đoạn cuối mà chuẩn bị về. Còn đây là vải nến, bệnh vải nến hai mươi bị mắc bệnh 26 năm. Thì mọi người nhìn vào này có thấy vải nến không? Đẹp trai không? Đẹp trai. Ngày ổng vô là cái mặt của ổng vải không à, như vải cá nó sườn lên vậy đó, mà hôm nay gương mặt của ổng là rất là đẹp trai. Mà ông nói cha là ông khổ dữ lắm, ông không có bạn gái, cha nói được rồi con 2 tháng nữa con có. Hôm nay ông khả năng này. Bây giờ chúng ta còn một ý kiến rất là quan trọng để dạy dỗ chúng ta, đó là ông chủ tịch chữ thập đỏ. Xin ông chủ tịch chữ thập đỏ bước lên phục giảng để dạy cho chúng em những điều hay lẽ đẹp của chúng em sống tiếp tục của nhà tháng sau này. Trước hết ta xin chào tất cả lời chào yêu thương nhất. Kính thưa linh mục Pedro Nguyễn Tường, kính thưa chính quyền cấp, ban quản nhiệm, kính thưa tất cả bà con bệnh nhân về dự buổi lễ để đưa 4-5 bệnh nhân gửi về là gia đình được mạnh khỏe. Kính thưa tất cả bà con, thì nhìn chung trong cái sự điều trị phải nói đúng ra trước nhất đó, chúng ta cũng là tạ ơn Chúa trước cả vì cái gói mầu nhiệm Chúa trước, sau nữa là cái sự là quyết tâm, cái sự lo lắng, cái sự trong cái kiên trì để mở phòng khám là linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tường là người chủ công đứng ra lo cái phòng khám này, là tất cả các lương y là để cùng nhau lo trong bệnh nhân. Thấy một điều rất là quý là để tâm quyết, chúng ta nên nghĩ đây là một cái việc làm đúng ý nghĩa. Thì chính vì thế bữa nay là do thắm cũng biết là coi như là sự là rất là nhiệt tình, là lo chú đáo bên bạn đạo các bệnh nhân đã là thực hiện đúng với theo lời là phát đồ của là các thầy lương y đã dạy. Chính vì thế ngày nay mới được là 4-5 bệnh nhân của các cô bác anh chị em mà được là trị là đến trên là khám coi như là hoàn toàn hẳn hết, một điều rất vui mừng, rất là phấn khởi. Thì chính vì thế còn lại tất cả bà con những bệnh nhân là coi như là chưa được thì cũng ráng, chúng ta cũng ráng trì trí, cũng ráng là tin theo pháp độ. Bởi vì thế chúng ta bệnh là bệnh chúng ta hết, thì tất cả gì chúng ta là sự sống chúng ta thì chúng ta phải quyết tâm, chúng ta phải thực hiện đúng với là của sự chỉ dẫn y, chúng ta là phải làm theo chúng ta hưởng là bà con, chúng ta hưởng trong cái người khác hưởng mà chúng ta không thực hiện thì khi chúng ta thực hiện xong mạnh rồi chúng ta cứ là bình thả thôi. Thì chính vì thế là tám cũng nhắc nhở bà con ráng quyết tâm vì sự sống mình, con người sự sống có tất cả, ai cũng muốn sống cho thì tất nhiên là, nhưng mà tuy nhiên tới ngày đến ngày là Chúa định là phần định là chúng ta phải chết thôi, nhưng mà cái bệnh chúng ta vẫn trị, vẫn phải trị thôi cho chúng ta là bỏ. Mà tám nghĩ là tất cả đâu cũng có bác sĩ, đâu cũng có là thầy lương y, nói chung cả nước Việt Nam chúng ta là đâu có là bác sĩ, đâu là lương y, nhưng cái chỗ nó quan trọng nhất là cái sự là chúng ta tin tưởng, chúng ta tin tưởng cái sự là mầu nhiệm đi, chúng ta nói mầu nhiệm chứ chỗ nào có bốc thuốc nam trên cái máy có đâu. Mà chính vì thế tại sao mà tất cả chúng ta đây nhìn chung các cô bác anh chị em là ở phương xa từ Hà Nội Thanh Hóa, nói chung là các ở xa, mà tại sao đến đây ở phải cũng có là thầy lương y, cũng có là thuốc nam, mà cũng có bác sĩ là lớn vậy mà trị.
chính vì thế vậy mà sao mà các bà con mà nó chưa hết mà bắt các bà con tiệm đây, đó là tám nghĩ một cái lòng tin, một lòng tin vô hạn thì tất cả chúng ta phải tin, tin thì phải có, nhưng bên cạnh đó chúng ta phải là tin, nhưng chúng ta phải tuân theo cái lời hướng dẫn của các là lương y này dạy thì chúng ta mới là được mạnh. Chứ chúng ta tin mà chúng ta không thực hiện đúng thì cái bệnh chúng ta cũng thế mà không qua khỏi. Thì Tám nói một điều rất là nói tất cả chúng ta đều là tin tưởng thì phải có thôi. Thì chính thế hôm nay Tám đến đây này rất là vui mừng được là linh mục là báo lại thì lương y đã đi dẫn đến cái bệnh viện cao để là xét nghiệm, thì nhìn chung thì được là bốn là bệnh nhân của các anh chú bác anh em gì đây mà được ra cho mình một điều rất mừng. Từ cái phần cuối thì Tám cũng xin nhắc nhở trước khi bà con mà được mạnh rồi thì bà con cứ dẫn về chúng ta về tiếp tục làm là bác ái giúp đỡ những người khó khăn, những hoàn cảnh khó khăn là đau ốm cái nỗi mình đó, giúp đỡ về tinh thần lẫn vật chất cũng được, tiền theo phương tiện mà mình giúp, chứ không phải đòi hỏi chúng ta có tiền nhiều chúng ta cho mà chúng ta được phước, còn cái người ta nghèo ta không có tiền ta được phước đâu. Chúng ta làm từ thiện bác ái công bằng này tinh thần vẫn chặt chẽ bà con, chứ không phải nói là nếu tôi có tiền tôi làm là làm phước, tôi không có tiền làm phước thì thôi. Các sau cùng thì bữa nay được kính chúc trước là linh mục, sau là tất cả quanh là diện chẩn tất cả bà con trong cái bệnh nhân đây, khi ra về tất cả còn người dự thì hãy tiếp tục phát huy những cái gì mà của bệnh nhân của em lương y chỉ dạy thì tiếp tục sau cùng là chúc sức khỏe tất cả bà con vui vẻ thành đạt. Xin hết chúc mừng chúng ta rất là nhiều và chủ tịch chữ thập đỏ đã cho chúng ta những lời hay ý đẹp đặc biệt là người đã nhắc chúng ta là trở về làm bác ái, làm không mà có, làm khó mà không, thì cho tóm lại câu đó là cho như không. Phải vậy không hả? Tóm lại là mình yêu thương và cho không nha. Đó là lời của anh Tám. Bây giờ cha cũng không quên nhắc nhở anh chị em một câu cuối cùng là tại sao chúng ta lại chữa khỏi 5 ca bệnh nan y này, và bên cạnh đây thì có 5 ca bệnh nan y sắp ra đường, và bên cạnh đây thì có mười mấy ca bệnh nan y sắp ra đường, là bởi vì chúng ta đang đi trên một cái con đường mà Thượng Đế đã an bài cho nhân loại. Thượng Đế là nói theo tiếng nước ngoài, ta không gọi là Chúa hay là trời mà ta gọi là Thượng Đế, thì đạo Công giáo gọi là Chúa, còn các tôn giáo khác gọi là trời, ví dụ vậy. Thì Đức Chúa Trời đã phán cho con người: đây ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống và mọi thứ cây mang hạt giống làm lương thực cho các ngươi. Còn động vật ta ban cho chúng cỏ xanh tươi. Ngày nào các ngươi ăn cây cỏ mang hạt giống, các ngươi sẽ được chúc phúc. Ngày nào các ngươi ăn động vật, các ngươi sẽ phải đền nợ mắt. Đây là lời của Đức Chúa Trời phán từ trên trời phán xuống cho nhân loại, chứ không phải là cha đặt ra. Vậy thì cái câu đó ứng nghiệm cho năm bệnh nhân này là qua 3 tháng ăn cây cỏ mà giống. Trước đó thì năm bệnh nhân này đã phải đờn nở máu là đau khổ bệnh tật. Nhưng sau 3 tháng ăn cây cỏ mà giống thì năm bệnh nhân này có phải được chúc phúc anh chị? Vì hôm nay hết bệnh là đã được chúc phúc. Rõ ràng đó là lời của Chúa. Ngày nào các ngươi ăn động vật cho các ngươi sẽ phải chết và các ngươi sẽ phải đền nợ mà. Đó là lời của Chúa Trời phán từ trên trời phải xuống đất, mà chúng ta không thực thi thì chúng ta phải chết. Đây là một điển hình cụ thể, một ví dụ cụ thể là năm người này ăn cây cỏ mà giống nên hôm nay được Chúa chúc phúc đỡ dịch. Còn những người này cũng đang ăn cỏ và đang lần lượt được chúc phúc từng giây từng phút từng ngày. Điểm thứ hai, chúng ta trong những người bệnh này hiện nay họ đang sống với tinh thần buông bỏ. Buông bỏ có nghĩa là gì? Có nghĩa là giờ này tôi bệnh rồi thì tôi bỏ tất cả của cải tài sản quê hương sự nghiệp, tôi bỏ hết, tôi trở về với một cái nơi này để tôi thanh tịnh cuộc đời tôi bỏ công ăn việc làm, bỏ tất cả, tôi buông tất cả để tôi trở về đây, để tôi ngồi trong phòng đó tôi tịnh tâm lại, tôi ăn cây cỏ, tôi hỏi tôi tại sao tôi bệnh này. Và sau 3 tháng chúng ta cảm thấy chúng ta mạnh mẽ liền.
và cuối cùng những bệnh nhân này đang sống sinh thực cho không, có nghĩa là gì? Có nghĩa là giờ đây khi một bệnh nhân mới đầu vào thì tất cả những bệnh nhân cũ đã lo lắng, đã quét phòng, quét tước, người ta phải là dọn phòng, dọn dẹp, nhắc nhở bệnh nhân mới vô, chị bảo sống thì sao, sống không khen ra đuổi con ơi, lấy em trai, lấy con cháu hay không, có phải vậy không? Nhắc nhở dữ lắm, đó là tinh thần cho không. Vậy thì để khẳng định được một căn bệnh nan y thì thứ nhất là chúng ta phải ăn cây cỏ mà hạt giống, đó là tinh thần, đó là lời dạy mà trên trời phán xuống cho nhân loại. Chúng ta không chối được điều này đâu, hãy chối là chết. Ai chưa nghe thì hãy cố gắng nghe, còn ai mà nghe rồi mà không làm thì chết, không chạy đâu khỏi. Lời của trời phán chứ không lời của ai cả. Và chúng ta, lời của trời phán cho chúng ta là phải buông bỏ tất cả để đi theo Đức Kitô trên đường thập giá, và phải cho không để chúng ta thực thi lời dạy của Đức Kitô là anh em hãy yêu thương nhau, anh em yêu thương. Thì cái con đường đó là con đường mà mọi người đi theo thì mọi người sẽ được chúc phúc. Vậy cha hướng dẫn những bệnh nhân này rất là nhiều, trong 3 tháng trời cha đều hướng dẫn dạy dỗ. Thì những bệnh nhân mà chưa ra trường thì cha sẽ nói sao, còn những bệnh nhân ra trường này rồi thì cha cũng không quên còn nguyện cho chúng con khi chúng con kể chuyện vui nhé. Cha vẫn cầu nguyện cho chúng con, rồi chúng con cũng phải nhớ cầu nguyện lại cho cha, cho chính quyền các cấp, cho ban diện chẩn và cho những anh em của mình đang điều trị ở đây, những người đang còn ngoài trong cơn đau lớn, những người đang chuẩn bị làm gì, chúng con hãy nhớ những người này. Và cuối cùng cha chúc cho hai con hãy tin những điều con học nhé, hãy học những điều con tin và hãy thi hành điều con học. Học đó là gì? Là học ăn cây cỏ, học buông bỏ, học cho không. Vậy cha mong rằng các con hãy tin những điều các con học, và các con học những điều các con tin, và các con thi hành điều các con học là những ngày sắp tới. Và cuối cùng cha sẽ nhờ chính quyền các cấp và ban diện chẩn sẽ ký quyết định để chúng con mang cái giấy này về, chúng con trình lại cho địa phương của mình, cho như một thánh sứ, hoặc là cho chủ tịch trưởng thôn xã, hoặc là cho siêu thầy trụ trì, để mình nói với những người cha mẹ của mình ở quê hương rằng con đã được hết rồi, con đã được sạch rồi, giờ con trình cho cha, trình với mẹ để cha mẹ mừng cho con. Vậy cha xin mời ban diện chẩn và chính quyền địa phương chúng ta từng bước lên đây, chúng ta ký xác nhận cho nhân bệnh nhân. Xin mời ban diện chẩn, xin mời chính quyền địa phương chúng ta cũng lên đây, chúng ta đi ký từ bên đây, chúng ta đi ký qua mỗi một người ký tới 5 chữ rồi. Ai ký xong rồi thì mình bắt đầu đóng mọi thứ nhé. Xin mời ký từ bên đây, ký bên. Đây là một cái nghi thức để làm cho các bệnh nhân là sạch bệnh, và khi trở về quê hương thì trình với địa phương để địa phương mình biết mình được sạch bệnh, để cho mình hòa nhập vào cộng đồng. Thì đây là một cái niềm vui cho các bệnh nhân. Mới thấy lần đầu tiên là bệnh nan y mà được ký ban diện chẩn và chính quyền địa phương ký quyết định cho mình sạch bệnh như vậy. Nhưng mà trước khi ban diện chẩn này ký thì bệnh viện Hòa Hảo Sài Gòn đã xác nhận cho mình rồi, chứ còn nếu không thì chính quyền địa phương và ban diện chẩn cũng không dám ký luôn, phải sạch bệnh cho mình kịp. Đúng.
đúng như lời của Chúa là từ ngàn xưa cha đã yêu con, cha gọi con nhiều muôn người, bây giờ cha tiếp tục yêu con. À, xin mời chúng ông trở về chỗ ngồi an toàn. Bà con thấy vui không? Các em ở đây thấy vui không? Các em ở đây thì khỏi nói rồi phải không? Thôi thì mình cứ tạ ơn Chúa thôi, trên cuộc đời mình ai ai làm cho mình vui là mình tạ ơn Chúa thôi. Bây giờ cuối cùng thì đến cái phần trao giấy quyết định, thì cha xin mời ông Lưu Hùng Sương lên trên này để cho mọi người trao giấy quyết định cho cha. Xin mời ông anh Tám đứng đây để trao giấy quyết định cho bác Lưu Hùng Sương. Xin mời anh Tám. Được rất vui mừng được bác được là coi như là trị bệnh này do cái lương y đã trị trong mấy tháng vừa qua hết cái căn bệnh rất là điều rất là vui mừng, đó là sự là tin tưởng lòng tin chúng ta có, nhưng mà cảm thấy chúng ta cũng thực hiện đúng theo cái pháp đồ của lương y trị chính xác là bác mới hết. Thì trước khi là tám trăm giấy nhận này thì tám cũng là lời bác cũng ráng về chúng ta thực hiện đúng những việc bắt đầu trị. Tuy nhiên chúng ta là ở đây thì như là thực hiện những nghề nhà chúng ta vẫn giữ và vẫn giữ là coi như là giữ cái lòng tin là phải theo pháp đồ của người chị, và như chúng ta phải còn phải thực hiện 100% ở dưới đây về nhà chúng ta vẫn giữ. Nhưng bên cạnh đó chúng ta ráng có sống có tình thương cho bản thân chúng ta, tất cả bà con, thì chúng ta sẽ mọi người cũng là phục vụ để Chúa để không có cho chúng ta được là nguyên diện. Xin chúc bác khỏe. Cuối cùng thì cha sẽ nói cho mọi người biết bệnh của ông là hen suyễn mãn tính, đái tháo đường tiếp 2, và sau 3 tháng điều trị thì ông đang không hen suyễn mãn tính và không còn đái tháo đường tiếp 2. Xin Chúa chúc lành cho ông, từ nay hãy đi về nhà bình an và đừng ăn mặc dạng này, vì đó là không phải thức ăn của mình, để ông mãi mãi sống trong tình yêu như vợ con, như quê hương của mình. Xin chúc mừng nhé. Cha xin mời chú Năm đại diện cho ban nhân dân pháp trường lớn trao giấy cho bà An là Nguyễn Thị Linh. Xin mời bà An là Nguyễn Thị Linh. Mình cho chị quá trình trị thay mà đây giờ là đặc biệt, coi như là cái linh mục nói cái này rõ ràng là coi như là khám này rồi, nhưng khám thành lập lại tức là bệnh viện ở Hòa Hảo á, bữa nay chị là coi như là toàn bộ 100% không còn chút bệnh nào. Mừng cho chị á. Tiếp nữa thì ráng cố gắng, như tôi lời anh nó tốt hiểu đó, chị cố gắng thì bây giờ bản thân mình phải thương mình thôi chứ không ai thương mình á. Nói vậy thôi, tôi nói vậy chị hiểu, tức là những cái phát đồ của thầy Thanh hoặc ở đây thì chị về rất thực hiện, mà mong rằng chị không đến đây như tôi là tôi nói nữa không gặp bạn hay chị là thứ hai ha. Rồi cảm ơn, rồi cảm ơn chú Năm. Cuối cùng là cha tuyên bố bệnh của bà là ung thư trực tràng và kết quả hiện tại bà không còn ung thư nữa. Xin chú chúc lành cho bà, kể từ nay bà đi bình an và đừng ăn mặn dần nữa nha. Xin chào bà nha. Bây giờ cha xin mời một người kế tiếp là quản nhiệm, ông quản nhiệm trao giấy quyết định cho chị Nguyễn Thị Huệ. Xin mời chị Nguyễn Thị Huệ lên ngành giấy quyết định. Thôi lên ông già hả? Hôm nay thì chúc mừng chị
qua cái cơn đau bệnh này. Mà hôm nay được qua khỏi thì cũng nhờ ơn Chúa. Mình đang cố gắng ăn cây cỏ mà hạt giống, Chúa sẽ chúc phúc cho mình. Do đó mà chị phải ráng gì cố gắng và tạ ơn Chúa nhiều hơn nữa và thương mọi người xung quanh với mình để mình giúp cho người ta được cái gì hay cái nấy. Và hôm nay thì rất vui mừng cho chị được về với gia đình ấm no hạnh phúc và chúc mừng vì thành cho thầy một bài chị. Cha sẽ cho mọi người biết bệnh trạng của chị là thoái hóa hai cái khớp gối và hẹp hai khớp gối. Và đến năm nay thì chị không còn thoái hóa khớp gối và hẹp hai khớp gối. Thời gian điều trị của chị có 1 tháng 15 ngày. Có khoảng tháng 13, 15 ngày đó thôi. Cha chúc mừng con hãy đi về Bình An và từ nay thì ăn đồng giặc đỡ nha. Xin chú ăn chú lành cho con. Bây giờ cha mời một con mang về dù quê hương của con muốn nói gì không? Trước hết là con cảm ơn Chúa, con cảm ơn cha. Rồi. Con cảm ơn chủ tịch xã Hồng Kim. Và con cảm ơn các thầy trong hội chẩn. Con rất cảm ơn rất nhiều vì con mà không vào trong đây thì đúng là con phải ngồi xe lăn, nhưng mà con ở chồng con ở trên nhìn trên mạng thì thưa cha thì vượt qua bao nhiêu là chặng đường gần 2.000 cây số, nên con cũng phải vượt qua để con vào đây con chữa bệnh để cho cái căn bệnh của con khỏi. Nên bây giờ con đã khỏi bệnh rồi, con rất cảm ơn Chúa và cảm ơn cha, cảm ơn tất cả cộng đoàn ở trong cái xã Bình Kim này đã phục vụ cho cha và đã hết sức lo lắng cho cha để cha có cái tâm tư để cha chữa bệnh cho chúng con. Bây giờ chúng con đã hết bệnh rồi thì bây giờ con rất cảm ơn cộng đoàn, cảm ơn các thầy, cảm ơn cha, Chúa, cảm ơn cha. Là con đến đây là con hết ạ. Rất mừng. Cảm ơn chị rất nhiều, rất mừng ha. Mừng hết biết nói gì luôn phải không? Bây giờ cha mời thầy điều trị trực tiếp là thầy Nguyễn Tất Thanh nên trao giấy quyết định cho chị Nguyễn Thị Phương. Xin mời thầy có đôi lời để nhắn nhủ với bệnh nhân của thầy đã điều trị trong 4 tháng vừa qua. Nó con cha nữa hả? Trời, cha đắt quá vậy ta. Trước tiên thì thầy cũng xin chúc mừng cho cô Phương đã hoàn toàn khỏi bệnh và cái kết quả ngày hôm nay không phải do may mắn mà cô có được mà là do cô đã bằng lòng chấp hành cái phác đồ điều trị mà ban dược chẩn đã đưa ra cho cô và cô đã hoàn thành. Chính vì vậy mà hôm nay cô đã hoàn toàn khỏi bệnh để trở về một cuộc sống lớn và làm những việc làm có ý nghĩa hơn. Thì thầy cũng xin nhắc nhở cô là phải lắng nghe những lời nhắn nhủ của ban dự trận dành cho mình, đặc biệt là cha Phi-rô đã dạy dỗ, đã dặn dò mình trong suốt cái thời gian điều trị vừa qua của cô. Cho nên hôm nay thì thầy cũng xin chúc mừng cô đã hoàn toàn khỏi bệnh. Cảm ơn. Ông bà ơn Chúa và những ma thi an là khán giả tôi xem. Hai con tạ ơn cha và con tạ ơn bên chính quyền các cấp và các thầy đang ngồi ở các cấp chính quyền và con tạ ơn các ban viện chuẩn và các bệnh nhân đang đồng hành cùng với con. Cái cuối cùng là con xin chào tất cả phần lớn Nguyễn Kim một lời thân thương nhất. Con không biết nói gì hơn. Con thấy rất là cảm động trong mấy đêm nay. Con xin chào tất cả các bác sĩ lớn. Hãy thương cha và cầu nguyện cho cha nhiều để cha có một nghị lực để cha tiếp tục chữa căn bệnh mà thế giới không còn thuốc chữa để cứu cho mọi người ngoài đây. Sau đây tiếp tục để bước vào thì trước hết là con tạ ơn Chúa và ban mẹ chuẩn rất nhiều
cha và các ấp xóm lớn này, các chính quyền lớn. Con xin cha là người thân thương nhất. Bây giờ cha sẽ cho con biết cái bệnh của con là u ác vú trái, hạt lách trái. Trên đường con về đây là con lãnh cái bản án tử. Hôm nay trên đường con về quê hương con lãnh cái bản án phục sinh. Tức là con được sống lại là con không còn ung thư nữa. Cha chúc mừng con. Chúc con lên đường về bình an mạnh khỏe. Từ nay con đừng ăn nào giờ nữa. Nha. Xin chú ban phước lành. Cha cảm ơn con rất là nhiều. Quý lắm, được ơn cha là sướng quá. Dạ. Bây giờ cha xin mời một bệnh nhân nữa là Đào Thị Nhung. Xin mời y sĩ trưởng phòng khám Phạm Thị Thanh Tâm lên trao giấy chứng nhận cho chị Đào Thị Nhung. Xin chúc mừng chị nha. Thì hôm nay đây là cái kết quả mà sau mấy tháng chị đã cố gắng điều trị ở tại phòng khám. Thì từ hôm nay về sau á, chị về sống chung với gia đình của mình thì hãy ăn đúng thức ăn của mình để không còn bệnh nữa nha. Và hãy sống chung với gia đình của mình thật là hạnh phúc. Xin chúc mừng chị. Rồi, cảm ơn. Con có nói gì không? Con muốn nói gì không? Trước hết là con cũng xin tạ ơn Chúa và con cảm ơn cha. Con kính chào ban tiêu chuẩn và các ban tốc các thành ở đây, và cũng đồng như chào bà con tất cả khu vực của ấp Tàm Lớn này. Con cũng không biết nói gì hơn nữa, thì con cũng hôm nay là con cũng rất là vui mừng khi mà đã được trở về một con người bình thường, mà không được giống như trước đây là con đã mang trong người một căn bệnh bệnh nan y. Nhưng bây giờ con rất là tự tin khi con đã bước ra khỏi phòng khám, và con cũng có lời nhắn nhủ lại với cả các cô các chú cùng ở chữa bệnh cùng với cả con, hãy cố gắng lên và vững một lòng tin giống như chúng con cũng sống lại được một ngày, được lên cũng giống như về như chúng con đây, là một lòng là hãy vững lên rồi chúng ta về trước mặt cũng xin hứa với Chúa và cha và ban bình phẩm, thì con về thì con cũng ăn theo đúng như cái đồ là ăn cái cỏ không ngà giống. Cha nói cho con nghe này, trước khi con đến đây là con có hai cái khổ. Cái khổ thứ nhất là con mới có 34 tuổi rồi, thì con có chồng cho hai đứa con mà con phải cầm cái bản án chết. Cái bản án con là ung thư vú trái, ung thư vú phải, ung thư trên hay vú này là làm sao mà nhất định phải chết. Đó là cái khổ thứ nhất. Cái khổ thứ hai là con không có chỗ đi điều trị, con chỉ nằm đối diện với chết. Mỗi ngày nó đưa con bước riết ra đất thanh. Hôm nay con đến đây có 81 ngày thôi mà Chúa đã thương con, ban diện chẳng đã cố gắng chữa trị con. Hiện giờ con đã ung thư lành tính, có nghĩa là con không còn ung thư vú trái và vú phải nữa. Vậy thứ nhất con 34 tuổi mà con không có bệnh gì hết thì con vui không? Cha chúc con mạnh khỏe bình an nha. Kể từ hôm nay con lên đường đi bình an. Dạ thôi đừng ăn nồng chật nữa, vì nó không làm cho con tốt hơn được nha. Vì cái bệnh của con là nặng nhất trong năm ca này. Nặng nhất là 34 tuổi mà ảnh hưởng đến ung thư hay vú gì thì ảnh hưởng nặng nhất. Nhưng mà Chúa là cho con vượt qua một cách ngoạn mục trong vòng 81 ngày. Cha cũng mừng đến muốn khóc với con nha. Bởi vì cha khóc ở chỗ là con còn quá trẻ. Chứ nếu con 80 tuổi là cha đi luôn, cha không chữa con đâu. Hơn là con 34 tuổi cha chữa đây con về cũng sống với chồng với con nha. Nhưng mà cũng hơn cho con là con trở lại là con người không có bệnh gì nữa. Chồng con đâu? Chồng đọc cho con chút đó. Con ơi, con phải mừng vui nha con. Giờ đây vợ con còn bệnh nữa, con mừng không? Con muốn nói gì với vợ con ở đây không? Tiên thì con muốn xin chào anh Chúa, con chào cha Miro và toàn thể bên hội chuẩn của giáo các đồng lớn. Con là chồng của Đào Thị Nhung, là vợ con trước đây để mang một căn bệnh ung thư vú phải, đã mổ đã điều trị cũng rất là tốn kém. Nhưng đến
sau này có người giới thiệu lên được gặp cha Thero Vân Tường và thầy Thanh Cô Tâm đã tận tình theo pháp đồ chữa bệnh cho vợ con. Đến hôm nay cũng được 81 ngày, cái thời gian vợ chồng con cũng rất là xa, cũng rất là nhớ, nhưng mà đến hôm nay thì con rất là mừng gặp được cha và các thầy Thanh Cô Phương quan tâm đã điều trị được vợ con đến nay là hết bệnh. Con rất là cảm ơn Chúa và cha Vero và toàn thể ban lời tuyển, và con xin chúc cho tất cả những bệnh nhân đang còn trong phương pháp điều trị chưa được về, thì con cũng chúc cho tất cả mọi người gặp may mắn để sớm có một cái sức khỏe để được ra về như vợ con. Con cuối cùng con xin hết. Cảm ơn hai đứa con, xin mời về chỗ nghe. Ồ, nữa hả? Trời ơi, nhiều quá. Cuối cùng cha nói với năm bệnh nhân rằng ngày thì con vô đây, con ký một cái giấy là trị bệnh miễn phí cho khóc. Thì hôm nay tụi con ra về với một tinh thần là không phải tốn một đồng xu nào hết nha. Xin mời tụi con đứng lên cha chúc phúc lành cho tụi con lần cuối cùng. Nhân danh cha và con và thánh thần, amen. Sáng danh cho Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, gia hình có và đời đời thành cùng, amen. Chúng con cùng nhìn danh Chúa nhân từ hàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng mãi như vậy vô cùng. Xin Chúa ban phước lành cho con nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Xin Chúa ban phước lành cho con nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Xin Chúa ban phước lành cho con nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Xin Chúa ban phước lành cho con nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Xin Chúa ban phước lành cho con nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Rồi, chúng con về bình an nhé, và không phải trả một xu một hào nào hết. Hãy cảm ơn Chúa rồi về bình an, lo lắng cho chồng cho con, phục vụ cho quê hương xóm riêng. Quê hương là con đò đỏ, quê hương là con gì biết, quê hương là chùm cái ngọt. Hãy phục vụ đúng như là nhà dân giác dân học tại nhà chúng ta. Quê hương là chùm cái ngọt cho con trẻ mỗi ngày nha. Xin cảm ơn chính quyền các cấp, xin cảm ơn ban dị trải và tất cả mọi người. Bây giờ chúng ta cùng quỳ học kinh cảm ơn Chúa để chúng ta nghỉ. Nhân danh cha và con và thần thần ra. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Và có và người đời chẳng cùng ai. Chúng con kể gì danh Chúa nhân từ cho các hạng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Sáng lan như vậy vô cùng ra. Là Chúa Giêsu chúng con cảm ơn Chúa đã thương chúng con và đã chữa lành cho chúng con. Chúng con xin Chúa tiếp tục hãy nâng đỡ những bệnh nhân còn ở lại đây, để họ cũng sẽ được ra về với một cái tinh thần là hết bệnh và mang tinh thần ăn cây cỏ buông bỏ và cho không về quê hương để sống đúng tinh thần của Chúa dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Và cuối cùng cha cũng cảm ơn tất cả cộng đồng này đã cầu nguyện cho những bệnh nhân này trong 3 tháng qua. Xin Chúa chúc lành cho cộng đồng này. Nhân danh cha và con và thánh thần. Xin cảm ơn tất cả mọi người, chúng ta cho một tràng pháo tay để kết thúc. Bây giờ những anh chị em nào lấy nước thì chúng ta lấy nha. Còn các bệnh nhân và ra thì không ra viện là xuống dưới này để chúng ta dùng cơm. Xin mời ban chính quyền các cấp xuống phòng cha để dùng cơm. Như cha đã nói rằng là chính quyền các cấp và các viện trưởng, chính quyền các cấp và 5 người ra viện ăn cỏ hạt giống. Còn ban viện trưởng là những người bệnh ăn cho cánh muốn nha. Xin mời. Mình đọc kinh trước mình ăn sau nha. Nhưng cha con ở trên trời, cha thì đến con cha cho đến con một ngày, cha cho con chúng con cái danh Chúa nhân từ cho các hạnh linh hồn lên chốn nghỉ ngơi. Nhân cha và con nhận.
Ngài rót cho tôi ly rượu thắm chan hòa, đổ tôi người sức dầu thơm nồng nàn. Chúa chăn nuôi tôi, Chúa chăn nuôi tôi, Chúa đưa tôi đi qua mọi nẻo đường. Người đưa tôi đi lên núi cao say sưa gió biển, vui uống suối miền Nam, vững tâm qua rừng biển núi. Lòng không lo âu, tùy vào gió nơi vây quân thù. Lòng vẫn êm đềm dù trời đêm thung lũng đầy sương mù. Cùng Chúa tôi đi suốt đời luôn hiên ngang, nhờ Chúa tôi vui bao ngày tháng huy hoàng. Trần gian tươi thắm mùa xuân địa đàng. Vạn lý xa xôi có người dẫn đưa rồi, đời tôi mây trắng nhẹ trôi về trời. Chúa chẳng